cảnh gia đình của em nên là em phải. Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh hiện nay có 110 em đang được nuôi dưỡng, trong đó có 43 em đang độ tuổi đến trường. Cũng như nhiều bạn nhỏ khác ở làng trẻ mồ côi, trong dịp hè này, Kim Oanh lựa chọn thư viện là điểm đến yêu thích vào mỗi buổi sáng, với mong muốn được khám phá kho tàng tri thức từ những trang sách. Trước đây vào những dịp hè thì em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng vì các bạn có người thân đón về nhưng em thì lại không có. Nhưng bù lại đó là ở làng chúng em được tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, được đọc sách, hái rau và làm những hoạt động rất là vui chơi. Điều đó giúp cho em cảm thấy mình vui tươi hơn và bù lại được tình cảm mà thiếu đi gia đình. Với sự yêu thương đùm bọc của lãnh đạo làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, cũng như các bảo mẫu và sự chung tay chia sẻ của cộng đồng, các em nhỏ ở đây cũng có nhiều hoạt động hè thiết thực như chơi cầu lông, tham gia ngày hội đọc sách, sinh hoạt văn nghệ, vẽ tranh. Ngoài ra, các em còn tham gia vào các buổi sinh hoạt giáo dục tâm lý trẻ vị thành niên. Chúng tôi sẽ thực hiện những cái hoạt động trong hè cho các cháu, dạy các cháu từ những cái kỹ năng sống cơ bản nhất của cháu, cũng như là tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí thể dục thể thao cho các cháu. Mỗi cái cô giáo ở đây cũng như là mỗi cái cán bộ ở đây thì đều rất là nỗ lực cố gắng hết mình để đưa ra những cái hoạt động thiết thực hơn nữa, cũng như là quan tâm chăm sóc, trao đổi trò chuyện với các cháu để bù đắp những cái thiệt thòi của các cháu. Mỗi buổi sáng các bạn đều dậy sớm vệ sinh cá nhân, quét dọn, tưới cây trong khuôn viên của làng, được các bảo mẫu chỉ dẫn nấu ăn. Mỗi hoạt động là một niềm vui mang lại cho các em nhiều điều bổ ích. Thì vào đấy thì mỗi con có một cái hoàn cảnh và một cái tâm lý khác nhau. Cho nên là ban lãnh đạo cũng phải có cái kế hoạch xây dựng các cái chương trình phân loại cụ thể. Bắt đầu ngay từ tháng 6 thì đơn vị cũng đã triển khai và các cô bảo mẫu cũng như các con cũng đã thực hiện tốt các cái hoạt động đó. Dẫu còn rất nhiều khó khăn, nhưng trong mỗi ánh mắt, mỗi gương mặt của các em đều ánh lên những khát vọng, ước mong được trở thành những người có ích trong xã hội. Vì vậy, sự đùm bọc của lãnh đạo làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh, sự chia sẻ của những bảo mẫu, sự quan tâm của xã hội là động lực để các em vượt lên hoàn cảnh, thực hiện được những hoài bão, ước mơ của mình.